other way. Bây giờ test cái nội zin trước khi làm cho anh em coi nha. Chỉ có 119 à. Là 119 à. Đây chiếc Honda ADV 150 thì sau khi mình làm nồi thay lọc gió với lại móc bô theo bài thì nó nhẹ bốc nó êm máy hơn, với lại làm nó mở tua luôn nha anh em. Thay bánh bì là vẽ độ dớt theo bài nó mở lên này luôn, còn nãy xin nó lên tới đây khoảng 119 rồi. Đó, mình làm chuông nè, bố nó so nó làm thay cái lọc gió đồ chơi á, giúp cái lượng gió nó nhiều hơn, xe nó nhẹ bốc hơn, nó ít hao xăng hơn, nó dìm thì nó bằng giấy thôi. Đây xe này mình thay cái cò gió lớn lên luôn, cái cò gió dìm nó nhỏ nó không đủ gió, mình thay cò gió lớn lên. Ở đây mình lắp vào test cái tốc độ đó cho anh em coi nha. Đây chiếc ADV sau khi làm nồi bô lọc gió cò gió xong test cho anh em xem nó lên nha. Chưa mình em khách nha, 350 300 giá Z CTS 300 dịch nghe hàng ấy. Mua 500 triệu chứ đi, thí dụ đủ 500 đầy đủ các loại xe nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cả đêm nha anh em nha. Đặc biệt là Z 350, Exxon 350, 300, SXI, Vario 300 đầy đầu, Z đầu. Đầu vô, đầu mẹ. Cái SXI rồi. Salam số 2. Đây, cố gắng là thủ thông xe cho anh em nha. Hello. Dạ. Đây tôi uống mày.